bạn. Rồi có tiếng rồi. Có tiếng rồi, các bạn có cần tiếng to hơn chút nữa không thì tôi sẽ cho tiếng to lên một chút. Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đến với trận thi đấu đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Và cặp thi đấu đến từ đội hình của Sina. Và đầu bên này đội hình của Bốc Luxury. Chúng ta đã có thể thấy rằng vị trí của Quỳnh Tà đang đứng ở đầu đội hình của mình. Nhưng một phát đó là bốn người đến Bốc Luxury đang đẩy vào. Nhưng LMT đang đẩy xuống, Trà Đào đã được cứu rồi. Trà Đào vừa bị bắn nốc. Đội hình của Luxury đang có ưu thế hơn. Ở trong khi đó các thành viên của Sina mất đi một người. Quỳnh Tà yếu bóng nốc Quỳnh Tà rồi. Vâng, Sina đang nhảy ra để giao tranh với vị trí của LMT. Vâng, Sao Khế đã phải nằm xuống. Ở bên phía đội hình của Sina bây giờ lại có cho mình lợi thế với ba người. Đầu bên kia cũng là ba. Một màn 3v3. Ở một kèo thi đấu mà cả hai bên dường như không có bất kỳ một hiện tượng giật lag nào cả. Một kèo thi đấu vô cùng bàn tình cảm. Vâng, Sina đang có cho mình chỉ tầm khoảng 40 máu với kinh nghiệm của tôi. Trà Đào là TMQ. Cho bạn nào đang thắc mắc trong kèo thi đấu này. Vâng. Cho to nhạc đây là ok em ơi, Sina bị nấp rồi. Còn TMQ đang nhảy búa giữa đội hình của đối phương. Ở bên này TMQ cũng nấp luôn. Chỉ còn lại một mình anh chàng Sen này mà thôi. Vâng, Sen này tên khá là tây. Đang cố nhảy và giao tranh 66 máu 1v2. Ở bên kia còn 3 người và tỷ số là 1-0 dành cho đội hình của các thành viên Bốc Luxury. Rất hay. Rất hay các bạn. 1-0 rồi. Để cho âm thanh to lên một chút cho các bạn. Nghe cho đã tai nhá. Vâng, và round thiếu tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực xưởng cơ khí. Và tỷ số là 1-0 dành cho đội hình của Bốc Luxury. Vâng, Luxury đã có cho mình tỷ số 1-0. Và bây giờ là có lợi thế về lượng tiền đến từ đội hình của Luxury với những cây UMP Mark 7, 1887 và 1014. Đến phía đội hình của Sina thì sẽ không có quá giàu về lượng mũ giáp. Và dường như chỉ có một mình Quỳnh Tà được ưu tiên lượng đồ với mũ 2 và giáp 2. UMP là 3 cây đến từ những Sina, TMQ và anh chàng Perrin gì đó. Vâng, đã quyết định đẩy vào đến từ vị trí của Sina. Một trong những người trời được mệnh danh đó là vua mobile. Và Quỳnh Tà đâu rồi? Nhà vô địch mùa 3 giải thi đấu giáp Việt Nam với khả năng solo, UMP không kém bất kỳ một ai. Đang đối đầu với trí của Hạ An, một pha giá kèo rất nhanh đến từ Như Quỳnh, thao tác kèo ngồi cực nhanh. Ở bên này thì Trà Đào, TMQ và vị trí của ai đang đẩy vào cover ở đây. TMQ dính một viên rồi, nấp vị trí của TQ. Bên kia thì Perrin cũng đã phải nằm xuống. Hạ An đang quay cuồng, nhảy bốn người đối phương. LMT đang cứu đồng đội của mình. Sina đang đứng ngoài và xây vào và kèo thi đấu bàn tỷ cẳng. Gạt vò luôn nào. Rất căng. Rồi, LMT nấp rồi. Và tiếp theo là Quỳ. Và còn một mình những Hạ An mà thôi. Khả năng giao tranh tốt đến từ những Sina. Một tuyển thủ đang thi đấu bằng mobile. Và đội hình của Sina đang còn sống cả 3 người. Một mình Hạ An như con cá nằm trên tớt mà thôi. Và bây giờ thì Hạ An đỡ nổi kèo này không? Thao tác cực kỳ nhanh đối đầu Sina. 145 máu. Không có Skyler, chỉ có Alok mà thôi. Xong rồi, sẽ là một đều. Chắc chắn với các bạn, tỷ số sẽ là một đều cho kèo thi đấu này. Rất hay. Phải nói là đẳng cấp. Đẳng cấp trong kèo thi đấu vừa rồi. Cực kỳ gắt luôn các bạn ơi. Và rất hay. Và các bạn khán giả ơi, hiện tại bây giờ bên Buya Live thì các bạn sẽ vừa xem và vừa có cho mình là những phần quà rất hấp dẫn. Khi các bạn xem Buya Live, các bạn sẽ nhận được hòm súng. Rất hay, rất hay. Và tôi nhắc lại cho các bạn, đó là sau khi kết thúc loạt thi đấu PO3, phần cao thấp giữa hai đội hình team 4 này, các bạn sẽ có những trận thi đấu ao làng. Và 500 gift code sẽ được phát cho tất cả các bạn. Và 10 phần quà trị giá đó là 100 màu kim cương sẽ cho những bạn có những lời chúc mãi hay nhất dành cho hai đội tuyển của chúng ta. Vào thi đấu tiếp theo, chúng ta sẽ đến với khu vực càng lớn. Càng đấy, vâng, LMT. Tôi đang phải để kênh chat chậm đến tận 30 giây các bạn. Đang cổ vũ rất nhiệt tình, cảm ơn tất cả các bạn trong kèo thi đấu này. LMT mũ chỉ còn một chút thôi, lượng mũ giáp bây giờ không, lượng trang bị giáp không còn quá nhiều dành cho Bốc Luxury nữa rồi. Ở bên phía bên vị trí của Sina đang muốn đẩy sang. UMP là một trong những cây súng mà các tuyển thủ này thi đấu cực kỳ tốt. Tây Quý phải nằm xuống rồi. Vâng, đang có chỉ số tốt nhất cho đội hình của Luxury, đó là vị trí của LMT. Anh chàng này tôi nhớ không nhầm đã từng thi đấu trong giải đấu của tôi rồi. Bây giờ là Trà Đào, TMQ đang muốn đẩy sang cho kèo thi đấu này. Tỷ số tài bây giờ đang là một đều, không tận dụng được lợi thế và trang bị Hạ An bị nốc rồi. Bây giờ chỉ còn lại một mình vị trí của Sao Khế mà thôi. Chú gấu đã chạy đi đâu với cây 1887 nốc một người nhưng bay màu, tỷ số là 2-1. Ai? Rất hay dành cho đội hình của Sina. Ở Việt Thắng sẽ đứng ở vị trí trung lập. Tôi sẽ đứng ở vị trí trung lập ở trong kèo thi đấu này. Và tôi sẽ cổ vũ cho cả hai bên.
Và các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ đấu theo đó là loạt trận đấu BO3. Có nghĩa là ba trận thắng sẽ giành chiến hai trận thắng sẽ giành chiến thắng. Và nếu một đều sẽ đấu đến trận thiếu thứ ba. Và bây giờ anh chàng trà đào TMQ đã có cho mình tận 4 kill, Tina 3 kill, 2 kill cho Quỳnh Tạ. Và Porin chưa có cho mình bất kỳ một kill nào nhưng cover rất tốt. Bên này thì Hạ An đã có một pha dường như là dọc lag rồi. LMT đang là tuyển thủ khả năng thi đấu tốt nhất cho đội hình của Bốc Luxury thì đã có cho mình là 2 kill, 1 cây từ 1887, mũ là không có. Sao Khế cũng có 1887 và có full mũ giáp. Ở bên này thì vị trí của TQ chỉ có cho mình một cây UMP mà thôi. Hôm qua bên này Sina đã di chuyển vào trong khu vực nhà. Một pha di chuyển khá khó chịu đến từ những Sina. Và Quỳnh Ta đã có một tình huống bọc sau rồi. Và các bạn sẽ cùng xem Hạ An đang bị quay. Đội hình của Bốc Luxury đang bị quay toàn bộ lại. Ở đầu bên kia Sina đã có một pha móc máy khá khó chịu. Vâng, trà đào đang xây Hạ An nốc rồi. Tê Quý đang yếu máu, là một tê cục thế. Tê Quý đã bị nốc, chỉ còn lại hai người. Và Quỳnh Ta đang bị bắn vào cầu máu từ phía sau. Bây giờ là Sina. Vâng, đã ra kèo đến từ vì chưa xào khế rồi. Và không biết là xào cái gì đây, dường như là một pha đẩy thẳng vào đến từ hai người. Xào khế sẽ bay màu trong pha này. Bò đốt cũng đủ chết và tỷ số là 1-3. Rất xanh chín. Rất man vì cẳng. Vâng, và tỷ số của chúng ta hiện tại bây giờ đang là 1-3 rồi các bạn ơi. Các bạn hãy like và chia sẻ nhiệt tình trong kèo thi đấu này đi nào. Một kèo thi đấu cực căng đến từ hai đội tuyển, hai team đấu. Một team đến từ Bốc Luxury, một trong những bốc sản sinh ra rất nhiều những nhân tài. Ở một bên là đội hình toàn sao Sina và trà đào TMQ Quỳnh Tạ. Và dường như vị trí của Perlin hình như là Chopper. Vâng, đúng rồi các bạn ơi, đó là vị trí của Chopper, tôi quên mất. Vâng, đó chính xác là Chopper. Trong khi đó thì TMQ trận thi đấu này, ông Hoàng bịt kèo đã có cho mình là 6 kill cực căng. Nhắc lại cho các bạn, vị trí quay tràn Perlin kia là Chopper nhá. Và sorry các bạn, bây giờ chú mới để ý. Vâng, đang có một pha kè rồi. Bắn tốt, Tê Quý đang muốn đẩy vào tường kèo đá bịt. Bên này Hạ An đã có một pha móc máy, dường như sẽ không móc được ai. LMT bắn, Sina nốc, gạt vỏ. Rồi, vâng, Sina nằm rồi. Kèo sẽ căng hơn khi Sina phải nằm xuống. Bây giờ sẽ là Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ, TMQ và vị trí của Chopper sẽ phải đối đầu với 4 người. Vâng, Sao Khế đang đẩy vào nhưng không biết rằng đối đầu với ai. Anh ta đang đối đầu với chính TMQ. TMQ đang muốn một pha thể hiện 1v3 nhưng quyết định là rút lui. Rút lui là quyết định hoàn toàn đúng. Vâng, công quả này thì chỉ có ăn cám thôi. Cố lên nào, cố lên nào. Tỷ số là 1-3 rồi. Lên đi em ơi, lên đi em ơi. Bây giờ chỉ còn lại 3 người thôi. Hay quá. Wow. Hạ An còn đúng 10 máu thôi. Thì đảm bảo các bạn 8 máu đến từ Hạ An. Quỳnh Tạ nằm chắc chắn tỷ số sẽ thay đổi trong kèo thi đấu này. Nhưng ngay lập tức là 1-3, 1v2. Thôi xong rồi. Vâng, có lợi thế về người. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại duy nhất vị trí là MT. Bắn là tốt. Không có súng để đục kèo. Vâng, Taper sẽ có thời gian để hồi lại lượng máu và cứu Quỳnh Tạ. Và bây giờ thì 1v3, đội hình của Bốc Luxury sẽ toàn trong kèo thi đấu này. Căng rồi, căng rồi. Thôi 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 thôi. Luxury đang chưa có sự ăn ý về đội hình trong những tình huống giao tranh. Nóc một ra kèo. Gạt rồi em. Hay. Và một pha đẩy vào rất gắt. Các bạn có thể thấy rằng đây là một trận chiến không khoan nhượng đến từ cả hai đội hình. Hay thế nhờ. Vâng, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 6. Trận thi đấu này 13 round, 7 chạm, đội hình nào chạm 7 trước sẽ thắng. Và loạt trận thi đấu đó là BO3, đội hình nào chạm 2 trước sẽ win. Và khả năng cao trận thi đấu đầu tiên đội hình của Sina sẽ giành kèo thắng trong trận thi đấu này. Và các bạn khán giả có thể thấy được một điều rằng là Bên phía đội hình của Sina, TMQ, Quỳnh Tà và Chopper đang thi đấu vô cùng ăn ý. Rất nhiều tình huống 1v2, 1v3 bắn xa rất tốt, Hạ An bị đốc rồi. Đây cũng là một trong những anh chàng thi đấu rất tốt ở trong đội hình của Bốc Luxury. Sina đang muốn di chuyển qua, 54 máu bắn rất đau. Thằng LBT đang cho thấy sự khoai của mình, ra kèo cực nhanh. Có cho mình đó là UMP ở 1887. Đây sẽ là một tình huống móc máy vào. Ở đầu bên này thì Sina đang lùi, Tề Quý phải bị nằm xuống rồi. Ở bên này thì Quỳnh Ta đang muốn móc máy vào. Nhà vô địch giải đấu mùa 3 LBT phải nằm. Đội hình của Bốc Luxury đang có một kèo thi đấu khá toàn rồi. Và tỷ số bây giờ đang là 4-1 và chắc chắn nó sẽ là 5-1 trong kèo thi đấu này. Một kèo thi đấu hủy diệt đến từ đội hình của Quỳnh Tà Gaming, Chopper, TMQ và Sina. Bộ 4 người rất ăn ý. Và không biết rằng là chúng ta sẽ kiếm đâu ra được 4 cái tên để thi đấu với bộ 4 người này đây. Và đang cho thấy khả năng thi đấu đồ sát map của mình. Và kèo thi đấu cực gắt. Và tôi mong muốn rằng sẽ có những cái tên. Và sau này sẽ có những cái tên để có thể nhai được đội hình này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hơi khoai rồi. Vâng. Hiện tại bây giờ thì anh em hãy các bạn khán giả hãy qua bên các bạn hãy click vào đường link chú Việt Thắng đang để ở trên phần bình luận.
và để có thể qua bên Buya Lai để vừa xem vừa nhận quà. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Khu vực đài quan sát bây giờ đội hình các thành viên đến từ Sina FF, Chopper, Tây Bắc Quy và Quỳnh Ta đang muốn đẩy sang dàn trận rất kỉnh. Quỳnh Ta là người đầu tiên lao vào đội hình đối phương. Đằng sau này Sina sẽ cover. Quỳnh Ta đã thấy bên dưới có người rồi. Góc này Quỳnh Ta không thể công thêm được nữa, tường keo bịt rất nhiều. Vâng, Sina đang đứng ngay sau rồi. Và Quỳnh Ta đang cố nhảy và bắn tỉa ở đầu bên kia, đang có những người chơi yếu máu đến từ phía của LMT. LMT đang đứng sau tôi còn một nửa lượng máu thôi. Quỳnh Ta đang cho thấy khả năng thi đấu khó chịu. Tôi nhìn thấy Sina có một pha móc máy rồi. Vâng, đây mà Quỳnh ơi không chính xác là bị cho Chopper. Sina bị bắn nốc. Hạ An cũng đã bị nốc luôn. Liên tục với những tình huống đá nhau, đá liên tục trong kèo thi đấu này. Vâng, Tepper đang đẩy vào nhưng góc này bò đốt quá đầu. 40 máu, chủ không đổi rồi. Tepper đang gặp một kèo khoai. Ngay lập tức Tepper phải nằm xuống, bây giờ sẽ là 2v2. Quỳnh Ta còn 114 máu. Vâng, 38 máu. Bây giờ chỉ còn lại Quỳnh Ta và vị trí của TMQ. Và TMQ đang đứng ngoài. Và TMQ là một trong những tuyển thủ vô cùng cáo và thi đấu có chiến thuật và IQ rất cao. Ở bên này thì LMT và Quý, Quý bị nóc một mình, LMT cân nổi hai người không? TMQ yếu máu rồi. Nhưng đó là một pha móc máy, tỷ số là 6-1. Quá căng. Vâng, rất gắt các bạn ơi. Vâng, kèo thi đấu này cực kỳ căng đến từ cả hai đội tuyển. Mặc dù bên phía Box Luxury đã có một kèo thi đấu khá là ăn khớp rồi, nhưng về chiến thuật thì bên phía đội hình của Sina đang di chuyển và bố trí hay hơn. Và tôi nghĩ rằng ở trong round thi đấu sau thì vị trí của đội trưởng Box Luxury cần phải đưa ra cho mình những chiến thuật tốt để thi đấu tốt hơn. Đây là một trong những trận thi đấu mà tất cả người khán giả đang mong chờ. Và tỷ số đang là 1-6 rồi. Và các bạn khán giả hãy like, share và chia sẻ nhiệt tình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hết loạt 3 trận thi đấu BO3 thì Việt Thắng sẽ chiên các bạn đó là bằng giải ao làng 500k và 500 gift code. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tỷ số đang là 1-6. Bây giờ Quỳnh Tạ đang thoải mái để lao vào. Và Quỳnh Tạ đang xấy tường kèo rất nhanh, 175. Và đầu bên kia không hề có sự phản kháng. Bây giờ là 3-2. Vâng, 3-1. Và bây giờ là 3-3 luôn này. Vâng, Taper đang lao đường đối phương, là một tê đang được xấy. Đội Quỳnh Tạ đang thi đấu một phong cách thực sự là chiếm toàn bộ địa bàn của các thành viên của Box Luxury. Dường như ép đội hình Box Luxury đẩy ra ngoài. Ở vị trí Chopper đã bắn nốc một người đến từ vị trí của Tây Quý. Rồi bên kia thì LMT và Hạ An đang phải rút lui. Vâng, các thành viên đến từ Box Luxury chỉ còn lại hai người thôi. Vâng, những con quái vật, bốn con quái vật bên phía đội hình của Sina, TMQ, Quỳnh Tạ và Chopper. Vâng, nốc thì vị trí của TMQ rồi. LMT có pha xử lý tốt với 1887. Bây giờ thì bò thu vào, dường như sẽ là chết bò. Vẫn còn 8 máu. Rất kéo, không có Skyler. Đây là trận thi đấu chạy. Các bạn hãy nhớ rằng trận thi đấu này các tuyển thủ sẽ bắn chạy. Và ngay lập tức chỉ còn lại một mình với Hạ An. Hạ An sẽ bay màu. Và chúng ta sẽ có chiến thắng ở trong trận thi đấu đầu tiên dành cho đội hình của Sina. Vâng, và chúng ta sẽ chuẩn bị tới với trận thi đấu tiếp theo. Vâng, trận đầu tiên thì đội hình Sina đã giành được chiến thắng rồi. Càng quá rồi. Ok em. Trận chiến cuối cùng đấy các bạn. Ok. Cứ tưởng là chúng nó trốn rồi các bạn. Rồi trận chiến cuối cùng nhá. Ok ok các bạn ơi. Và không để các bạn khán giả phải chờ đợi lâu nữa, đây sẽ là một trận thi đấu định mệnh dành cho đội hình của Luxury. Nếu Luxury không thắng kèo này thì tôi đảm bảo rằng cú đi chân lạnh toát dành cho đội hình Luxury. Tỷ số không đều round đấu đầu tiên. Đã có sự thay người. Đây là vị trí của Trần Dần, người thay thế Hạ An. Trần Dần, người thay thế Hạ An trong kèo thi đấu này. Và các bạn đang được nhìn góc máy của Trần Dần. Trần Dần mang cho mình combo kỹ năng Maxim, Kelly và Hayato. Ở bên này là LMT, Sao Khế, Tê Quý với ai tôi không biết. Ở bên này là Sina. Sina Ambot à? Ui, đặt tên như này uy tín đâu ra nữa Sina. Qua rồi. Vâng, góc máy này là Quỳnh Tạ. Bên này là Tê và Quỳ, ông Hoàng bịt kèo. Và đây là vị trí của Taper. Trần Dần vừa bị thay thế vào sân đã bị nóc rồi. Bỏ quả xẻ nhiệt tình như nào của tình yêu ơi. Vâng, đã có chiến công đầu. Tiếp theo là vị trí là MT. Khả năng là phong thủy không tốt trong kèo thi đấu này rồi. Vâng, đội hình của Box Luxury đang bị tàn giá, Tê Quý phải nằm xuống. Vâng, nếu đây là một trận thi đấu một chiều thì khả năng sẽ là hai trắng dành cho đội hình của Sina, Quỳnh Tạ, Chopper và Tê Quý. 0-1 dành cho đội hình của Sina trong kèo thi đấu đầu tiên. Rất hay. Non rồi, chết rồi. Ở Box Luxury kèo này hơi căng rồi. Tôi vừa nhận được một bức
tối hậu thư đến từ đội hình của Lê Bình Gaming. Và xin một cái kèo với vị trí của đội hình của Sina. Vâng, để tôi xem là kèo này như nào. Bao nhiêu bạn? Nếu ngày hôm nay tôi xin ý kiến các bạn, nếu ngày hôm nay đội hình của Sina giành chiến thắng, bao nhiêu bạn muốn kèo thi đấu của Lê Bình đối đầu với Sina kèo 4-4 nhá. Và sẽ là một kèo thi đấu toàn sao. Các bạn thả tim lên trên màn hình cho chú biết thắng nào và tặng lửa chạy nhiệt tình các tình yêu ơi. Vâng, tỷ số đang là 0-1. Ở bên này là vị trí của Trần Dần. Vẫn là Trần Dần thôi. Vẫn là Trần Dần. Rồi, 97 máu. Khả năng sấy rất tốt đến từ với Trần Dần. Thả tim đấy các bạn, thả tim cho tôi thấy. Vâng, TP yếu máu rồi, đục keo đi nào. Nốc TP. Bên kia Trần Dần cũng đã bị nốc. LMT đang do dự khá lâu. Và cũng chết bò luôn. Ui dài ơi, LMT ơi. Được, em làm cái gì đấy LMT. Còn tiếp theo Sina bị nốc. Còn một mình xào khế thôi. Và bây giờ thì không biết là em xào khế hay khế xào em nữa. Xào khế cũng đã phải nằm xuống tỷ số là 0-2. Kèo đấu hủy diệt. Và tôi đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ đến từ các bạn. Đó là chốt kèo của đội hình toàn sao của Sina sẽ đối đầu với kèo đấu của Lê Bình. Vâng, tôi sẽ nhặt những người chơi có thể nói là đỉnh nhất và những người chơi nổi tiếng nhất vào một đội hình để có một kèo thi đấu tối hậu thư cho kèo thi đấu này. Và ấn định vào ngày nào thì sẽ được công bố sau dành cho tất cả quý vị các bạn dưới sự thống nhất của tất cả các team. Và các bạn khán giả đang xem livestream hãy cho chúng mình thắng xin một like, một share và thả team nhiệt tình đi nào. Và kèo thi đấu đang vô cùng bài đi căng. Cảm ơn tất cả tình yêu đang tặng sao tặng lửa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ sẽ là một bài công trong khu vực gì đây, quên bố tên được các bạn ơi. Ngoại thành thành phố biển. Chào nào đang là Vũ Y tấn công chủ lực bên phía đội hình của Sina, trong khi đó bên này là Vũ Trần Dần. Và Tê Quý đang đứng rất gần vị trí của TP Chopper rồi. LMT đã bị Sena bắn đâu. Sena còn một nửa máu bên này, vị trí của Sào Khế cũng chỉ còn lại 1/3 máu mà thôi. Tê Quý không cover được, đang vừa bắn vừa lùi. Ở bên kia Trần Dần dường như đang chưa làm quen được với nhịp độ trận đấu. Khi tốc độ của các tuyển thủ không khác gì là giờ flash, di chuyển cực kỳ nhanh. LMT và Sào Khế đã phải nằm rồi. Cụ đi chân lạnh ướt rồi em ơi. Vâng, hơi toang rồi, bàn tí căng rồi, tỷ số đang là 0-2. Vâng, Trần Dần đã cứu được LMT hay. Nhưng bên phía đội hình của Sina đã còn là cả 4 người. Sào Khế cũng chưa bị đốc, đang cố đục kèo. Vâng, không cứu, cứu được Sào Khế rồi. Hay, nhưng mà Sào Khế cũng lại phải nằm. Tê Quý nằm luôn, hủy diệt rồi. Kèo đấu hủy diệt. Rồi sau đi luôn rồi. Còn một mình Trần Dần thôi. Ui, Trần Dần xây rất đau trong pha rồi vừa rồi. Nhưng bây giờ là một tình huống 1v4. Trần Dần đi chân lạnh toát rồi. Đứt thời các bạn. Các bạn ơi, ok, tôi đã nhận được sự đồng ý, sự chốt hạ thì các bạn là muốn có kèo tối hậu thư giữa đội hình của Lê Bình với đội này đúng không? Được. Ok, được rồi. Thì nói chung là chú bình luận sắp chuẩn bị là cổ họng nó đứt làm đôi. Các bạn bổ cho chú qua sẻ nhé. Cầy view rồi các bạn ơi. Cầy view các bạn ơi. Chút nữa thôi kết thúc trận thi đấu này, nếu thắng luôn tôi sẽ lên cho các bạn đó là 500 gift code. Và sau đó tổ chức cho anh em chơi ao làng 5 lít. Hiện giờ thì anh em bên Buya Live đang có cho mình những phần quà hậu súng rất hấp dẫn. Các bạn khán giả hãy click vào đường link trên màn hình để qua Buya Live. Và hãy nhớ đăng nhập để xem. Vâng, đăng nhập để xem để nhận quà. Bên dưới này thì Trần Dần đang là mũi tấn công chủ lực. Sào Khế cũng đẩy vào, Tê Quý cũng như vậy. Tê Quý phải nằm xuống bên kia vì chúng Quỳnh Tạ cũng bốc hơi. Sena còn một tí máu thôi. Sào Khế bắn nóc với chúng Sina. Bây giờ là ba người đến từ đội hình của Bốc Lắc Sơ đi. Tepper đang đẩy vào với KMV40. Tê Quý phải nằm xuống và tỷ số là 1-3. Rau thắng đầu tiên rồi. Rau thắng đầu tiên. Để tôi điểm lại cho tôi còn bao nhiêu gift code nhá. Vâng, và đây là rau thắng đầu tiên. Và lượng trang bị sẽ nhỉnh hơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thông báo với các bạn một lần nữa, đó là tôi phát cho các bạn là 700 gift code, 700 lượt nhập nha các bạn nhá, chứ không phải là 500. Vâng, chút nữa sau khi kết thúc trận thi đấu này thì không biết rằng, ôi, Quỳnh Tạ bị bắn nốc rồi. Một pha xử lý hay đến từ Sào Khế đẩy vào đi nào. Sào Khế đang bắn nốc với chính Chopper. Nốc hai người đến từ đội hình Quỳnh Tạ rồi. Trần Dần gột pha nhảy dài ơi. Dần đây là Dần như Sina cũng đã phải nằm xuống. Đội hình của Luxury có sự thay đổi người hợp lý. Quỳnh Tạ yếu máu. Và đây là LVT. Một mình vì chú Tê Bộc Quy đối đầu với bốn người. Không chính xác là bạn nốc bột rồi. Tê Bộc Quy đang như một con cá nằm trong giọ. Và tầm này thì đang bị kẹt kèo, không thể nào ra được. Một pha mở kèo hay đến từ chú Tê Bộc Quy. Vâng, sẽ cứu được Trần Dần mà thôi. Nhưng nếu để bắt lẻ thì Tê Bộc Quy đủ khả năng cân 4. Các bạn đã từng xem Tê Bộc Quy cân 4 trong giải đấu của mình với VV Thắng rồi. Và đây là vị trí của LVT. Một pha di chuyển đầu.
Lê Bảo Quy đủ khả năng cân 4 để nhắc lại một lần nữa. Đủ khả năng cân 4 nhưng bây giờ là bại dồn. Bại dồn thì đỡ làm sao. 2-3. 2. Ôi giời ơi, cụ đi chân lạnh ướt rồi. Trận thi đấu đang không phải một chiều nữa. Sự thay đổi rất hợp lý. Nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần được tung vào sân thì ngay lập tức tỷ số đã có sự thay đổi. Mặc dù có những nhiều tình huống ngố tàu rơi xuống dưới dưới sân thôi, nhưng mà Trần Dần đang cho thấy sự hiệu quả của mình trong kèo thi đấu này. Vị trí của Hạ An được thay ra. Không biết phải chăng đây có phải là một cô gái hay không. Và đặc biệt là tôi ấn tượng rất nhất đến từ vị trí của anh chàng Sào Khế. Một kèo thi đấu rất hay. Ở bây giờ thì bên phía đội hình của Sina là một cây UMP. Vũ Hải và Giáp Bà là có toàn bộ là UMP đến từ đội hình của Sina. Bên này có MB40, Big Vàng và cây 1887 tương lai. Và vị trí của tất cả đội hình của Bốc Luxury đã có cho mình cả 1887, cả UMP. Giao tranh tầm xa, tầm trung và tầm gần cực kỳ ổn áp. Quỳnh Dạ bị nấp. Sào Khế đang thi đấu vô cùng tốt. Nhưng mà ngay lập tức thì Sào Khế cũng nằm rồi. Một pha cover không tốt. Sina đang đối đầu với ai kia. Vâng, bên này Sina đang đối đầu với vị trí của LMT. Đây có thể là hai người đội trưởng thì phải. 78 màu, ra kèo là nhanh. 1887 đối đầu với UMP. Vâng, đấm tay đến từ Sina. Sina toang rồi, một pha không phán đoán được vị trí đối phương. Sina đã toang, còn một mình Quỳnh Tạ thôi. Vâng, căng rồi các bạn ơi. Vâng, chỉ còn một mình Quỳnh Tạ thôi các bạn ơi. Một kèo thi đấu vô cùng kinh điển. Vâng, và các bạn khán giả đang được xem một kèo thi đấu kinh điển và chấn động cộng đồng Free Fire Việt Nam chúng ta. Và đây là kèo thi đấu BO3 đến từ đội hình toàn sao Quỳnh Tạ Gaming, Sina, TBQ và vị trí Chopper. Trong khi đó thì đối đầu với đội hình Quỳnh Tạ là Bốc Luxury, một trong những bốc sản sinh ra rất nhiều tuyển thủ thi đấu giải tứ chiến cực kỳ căng. Và các bạn có thể thấy được một điều rằng đó là vị trí của Quỳnh Tạ, một trong những người chơi nhà vô địch giải thần đấu do Việt Nam đến từ livestream chú Việt Thắng trong mùa 3. Và Senna, một trong những người chơi được mệnh danh đó là vua mobile. TBQ, một trong những người chơi được mệnh danh đó là ông hoàng bịt kèo. Và khả năng tư duy của TBQ cực đỉnh. Và TBQ là người chơi đủ khả năng 1v3 và 1v4. Bởi vì thế thì Bốc Luxury sẽ có những kèo thi đấu vô cùng căng thẳng. Và bốn anh chàng này là những người chơi ẩn giật và giấu tên. Ngày hôm nay các bạn đã được xem đến từ vị trí Sào Khế, Tê Quý, LMT và vị trí Trần Dần. Tỷ số đang là 3 đều rồi. Múa may cực kỳ là quay cuồng. Bình luận chuẩn bị đứt lưỡi rồi, nhưng khả năng chúng nó sẽ cho tỷ số này thành 1 đều. Thì tôi sẽ đến với kèo thi đấu thứ 3, khả năng tụt lưỡi. Vâng, các bạn khán giả hãy cổ vũ cho đội hình của mình đi nào. Vâng, Trần Dần bị băng nốc rồi. Sina còn 72 máu chạy ngược ra ngoài. Vâng, một pha ra kèo hơi khó chịu đến từ chữ LMT. LMT đang đẩy vào. Đây là LMT sẽ đối đầu với Sina và vị trí của Chopper. Nhưng bây giờ là một pha 1v3. LMT khả năng toang rất cao rồi. Bên ngoài này là Sào Khế. Sào Khế đang nhảy vào cover nhưng chỉ còn lại cho mình đó là tầm khoảng 60-70 máu mà thôi. Vâng, sắp đứt lưỡi rồi. Sina bị nốc rồi. Nốc hai người đến từ đội hình của Luxury. Nhưng ngay lập tức là nốc thêm một người, đó là TBQ. Vâng, nốc thêm rồi. TBQ đang xử lý cực kỳ hay. Bây giờ thì TP đang còn một tí máu thôi. TP đang cố cứu. TP đã cứu được vị trí của trà đào là TBQ rồi. Bên ngoài này là Sào Khế và vị trí của TBQ. Vâng, một pha đang lao vào đấm. Nhưng ngay lập tức là một đấm vị trí của Sào Khế nốc rồi. Cực kỳ căng các bạn ơi. Vâng, bây giờ để xem rằng TBQ xử được kèo này không. TBQ hồi máu thì không khác gì là cá hồi cả. TBQ còn một chút máu thôi. Vâng, đốc vị trí của TP, một tình huống chủ quan. TBQ cầm lục yên USB và cái kết. Cái kết. Yeah, 4-3. Không phải tôi cổ vũ cho Bốc Luxury đâu, nhưng mà cái kèo này nó hay quá. Vâng, cái kết cho sự khinh địch của TBQ cầm lục USB để bắn trong pha vừa rồi. Vâng, thực sự là đủ cửa để thắng dành cho đội hình của Sina. Nhưng bây giờ tỷ số là 4-3. Khản tiếng mất rồi, khản tiếng mất rồi. Rồi, TMQ sao lại bắn chủ quan thế rồi. Thằng TMQ đúng ngáo luôn. Vâng, và chào mừng các bạn đến với cái round thi đấu tiếp theo. Tỷ số đang là 4-3. Vâng, tiếp tục nào, put your hands up. Tôi xin cánh tay của tất cả quý các bạn đi nào. Vâng, LMT đang đối đầu với TMQ. Một pha kè tốt, 91 màu đỏ lượng sát thương chuẩn. TMQ đang phải dàn kèo. Đội hình của Bốc Luxury đang có chiến thuật tốt và bắt đầu bắt nhịp được với trận đấu. Vừa bắn vừa lùi, TP đang ở giữa bốn người chơi và đang chia ra một hình tròn để bao bọc. Nhưng có một pha móc bay đến từ với những Trần Dần. TP đối đầu với TBQ. TBQ vừa có một tình huống toang và TP phải nằm xuống. Trần Dần cũng khế. Quỳnh Tạ đối đầu với LMT. LMT đang ra kèo để cứu vị trí của anh chàng Trần Dần rồi. Cứu được. Bên ngoài này là Sina. Sina đang đứng để cover. Và trong khi đó đây là Quỳnh Tạ. Vâng, TBQ vừa rồi một tình huống chắc chắn là ngày hôm nay thì sẽ bị chê trách rất nhiều. Và đã có mạng. Vâng, Chopper đã phải nằm xuống. Rất đáng tiếc.
trận thi đấu siêu kinh điển đến buổi tối ngày hôm nay. Tê Quý bị bắn nóc rồi. Ở đây là Tê Mờ Quy, có thể sửa sai đấy không? Chúng ta sẽ cùng follow theo góc máy của Tê Mờ Quy ở tình huống này. Với 1887 UMP, một pha bắn tốt, một tình huống sửa sai đến từ Tê Mờ Quy, gạt đi vị trí của Sào Khê 01. Và bây giờ là Mờ Huy đối đầu với Tê Mờ Quy. Tê Mờ Quy ăn một phát 60 máu rồi. Quỳnh Tạ bị nóc ở đây, Trần Dần đang làm tốt nhiệm vụ của mình, không có Skyler và được đục kèo. Quỳnh Tạ đã được cứu, nhưng ngay lập tức xin ra Quỳnh Tạ nóc rồi. Trần Dần bắn qua ai? Tê Mờ Quy đang muốn vào cứu nhưng LBT đang gì? LBT leo lên sẽ hợp lý hơn. LBT leo lên đi nào. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Thôi, Trần Dần và vị trí của LBT đang bắn rất tay. Và Tê Mờ Quy rất dễ là bay màu. Rất dễ bay màu cho Tê Mờ Quy ở tình huống này. LBT đang cứu được rồi. Và sẽ là number. Rồi xong, thôi. Ông Tê Mờ Quy toang rồi. Vâng các bạn ơi, tỷ số bây giờ đang là 5-3. Và khả năng cao chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu bê hòa cuối cùng rồi. Còn tỷ số đang là 5-3 cho kèo thi đấu này. Nó diễn ra rất dài hơi. Vâng, các bạn hạn chế spam dài nhá, các bạn hạn chế nhá, không có bị bạn đấy. Vâng, thôi. Thay vị trí của Trần Dần vào rất hợp, ăn ý với LMT luôn. Trần Dần và LMT, Tê Quý đang rất ăn ý, một pha sấy xa là tốt. Nóc vị trí của Chopper, bay toàn bộ lượng mũ rồi. Đầu bên này thì Sina đang bị dí bởi vì chú Sào Khế. Sào Khế đang bắn cực kỳ lên đầu với mở 1887 dính một viên. Sina đang bị dồn. Vox Luxury đang cho thấy những con quái vật trỗi dậy. Sina đang ra kèo rất thông minh và hợp lý. Ở bên này Trần Dần còn một chút máu thôi. LBT đang đối đầu với ai đây? Vị trí của TMQ, nóc vị trí của LBT sẽ là gà to, mất một người. Ở bên trên này Sào Khế cũng đã phải nằm xuống. Tiếp theo Trần Dần, chỉ còn lại một mình vị trí Quý mà thôi. Và Quý chắc chắn sẽ toang rồi. Và tỷ số trận thi đấu này đoán luôn với các bạn đó là 5-4. Rất bàn tỷ càng đến từ hai đội tuyển của chúng ta. Sẽ là 5-4 mà thôi. Rồi xong 5-4 hay. Và một tràng pháo tay cho hai đội tuyển nào. Cực kỳ căng trong kèo thi đấu này. Vâng, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Vâng, bây giờ thì bên phía đội hình của Bốc Luxury sẽ có cho mình một kèo thi đấu hơn. Và tỷ số đang là 5-4. Chỉ cần 2 round nữa thôi Luxury sẽ giành được kèo thắng. Và tôi vừa nhận được một tối hậu từ đến từ đội hình của Lê Bình Gaming, muốn thách đấu với đội tuyển thắng trong kèo thi đấu này. Không biết rằng những cái tên trong đội hình của Lê Bình sẽ là ai, nhưng nói về tử chiến vô hạn kèo với dàn sao ví dụ Chopper, Quỳnh Tà, Tê Bờ Quỳ và Sina, và đặc biệt là thi đấu cả bằng PC như này thì là những con quái vật. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy được rằng là đang bị chia người ra làm 2-2. Đội hình của Bốc Luxury đã có vị trí Trần Dần đối đầu với Quỳnh Tạ, tiếp theo là Quý và Tê Mờ Quỳ. Bên kia Sào Khế và LBT rất thông minh. Và ngay lập tức là dồn về để bắt vị trí Quỳnh Tạ và trà đào trước. Vâng, đang bị một tình huống cho ăn thịt lừa. Các thành viên đến từ đội hình của Sina đang bị lừa và bị dồn vào vị trí Quý rất nhiều. Tê Mờ Quỳ đang muốn đẩy vào, Trần Dần sẽ có một tình huống đứng kẻ và không thành công. Vẫn đang cố bắn rỉa trên khu vực tường rào rất khó chịu. Tê Mờ Quỳ đang có một tình huống 1v2. Và đây sẽ là một kèo thi đấu khó. Taper đang yếu máu. Sào Khế đang đẩy vào để bắt Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ đã ra kèo. Và dường như bên phía đội hình của Bốc Luxury chia người rất hợp lý. Quỳnh Tạ nhảy lỗi rồi. Bậc Tê Bậc Quy dính rồi. Chopper lao vào cũng sẽ là quyết định sai. Toàn bộ đội hình của Sina đang bị kẹp vào giữa. Dường như thi chuyển đội hình rất tốt đến từ Bốc Luxury. Và tỷ số bây giờ đang nghiêng về bên phía đội hình của Luxury rất nhiều. Luxury là một trong những bốc mà sản sinh ra rất nhiều những con quái vật tử chiến. Và ngày hôm nay thì chủ Bốc Luxury cũng tham gia kèo thi đấu này. Tê Quý bị bắn nóc, Tê Mờ Quy một pha xử lý tầm xa là tốt. Và bây giờ sẽ là 3v3. Chúng ta sẽ cùng qua về góc máy của Chopper. Bên này là Sina với KUMP. Chopper đang cố để di chuyển vào để ăn mạng. Trần Dần phải nằm rồi, sẽ là gạt to. Vâng, sẽ là một kèo thi đấu 2v2. Sina không thể cứu nữa rồi. Tê Mờ Quy đang yếu máu. Và bây giờ Tê Mờ Quy bắn nóc vị trí của Sào Khế. Vâng, Tê Mờ bị bắn nóc của đó là một tình huống hết sắc đến từ với chúng Tê Mờ Quy 5-0. Hay. Hay quá các bạn ơi. Vâng, và cảm ơn sự ủng hộ tất cả quý các bạn cho trận thi đấu này. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và ủng hộ cho chú Việt Thắng. Đây là một kèo thi đấu mà không khác gì những giải thi đấu chung kết. Và tôi đang bình luận cực kỳ là tốn sức. Mong các bạn hãy cảm ơn các bạn đã tặng lượt chạy và cảm ơn các bạn đã like, share và chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây sẽ là một trận thi đấu vô cùng bản lề. Round thi đấu này nếu đội hình của Luxury thua thì chắc chắn sẽ áp lực trong round sau và tỷ lệ thua thông rất cao.
bởi vì đội hình của bên phía các thành viên Sina đã có một kèo thi đấu thắng rồi. Wing Luxury đang muốn có một tỷ số hòa. Đây là một kèo thi đấu danh dự, một kèo thách đấu danh dự để phân trình độ kỹ năng, nhưng đang bị bắt chân dần yếu máu. Sina đang lao vào, Sina bị nốc ra kèo nhanh. Bê Quý đang bị bắn hở rồi. Quỳnh Tạ đã bắt được vị trí của LMT. Chân dần Grab phải nằm xuống và tỷ số là 6-5. Cắt đê nhờ. Khét lẹt được các bạn. Một kèo thi đấu khét lẹt và tỷ số bây giờ đang là 6-5 rồi. Và các bạn có thể thấy được rằng là trận thi đấu này đang diễn ra cực kỳ là căng thẳng. Tỷ số đang là 6-5. Các bạn khán giả đang ở bên ngoài những dành những cái lời khen, những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho các tuyển thủ. Và tôi cũng cảm ơn, trước tiên là cảm ơn tất cả khán giả, tiếp theo là cảm ơn tất cả các tuyển thủ đã cống hiến cho trận thi đấu này, một trận thi đấu danh dự, và các tuyển thủ dám thi đấu ở trên live của Việt Thắng để thi đấu một cách công khai cho toàn thể bàn dân thiên hạ được xem. Vâng, bởi vì thế thì các bạn có thể thấy được rằng là họ không ngại, những YouTuber không ngại rằng là mất danh tiếng của mình. Họ sẵn sàng thi đấu một kèo này trên live của chú Việt Thắng thì cực kỳ là uy tín rồi. Và Quỳnh Tạ đang rất yếu máu, sao khế bị bắn nốc, nốc vị trí của Chopper. Vâng, nhưng Chopper sẽ được cứu vào thời, Sina cực kỳ yếu máu, sẽ không co vào đâu đồng đội của mình. Vâng, LMT đang cố cứu với những sao khế, bây giờ sẽ là một bài dồn. Nốc hai người rồi, đội hình của Sina là cực kỳ yếu máu, những con quái vật đã gục ngã, bây giờ Sina phải 1v4. Thôi xong Sina rồi. Phải 1v4 thì Sina rất khó để có thể làm được điều này, vì Sina chơi bằng mobile. Vâng, Sina sẽ nằm ở tỷ số 6 đều. Oh my god, oh my god, kèo thi đấu cuối cùng căng thẳng này. Vâng, rất căng thẳng trong kèo thi đấu này. Vâng, và kính chào tất cả quý vị, các bạn đang được chứng kiến round thi đấu cuối cùng, round thi đấu chốt hạ quyết định để xem đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng. Và chúng ta sẽ có hai chiều hướng, một là tỷ số hòa, hai là thắng 2-0 dành cho đội hình của Senna, Quỳnh Tạ, Chopper và TBQ, đội hình toàn sạc. Còn bên này là các bạn có thể thấy rằng là toàn bộ đội hình là những anh chàng ẩn danh. Vị trí của Sào Khế là MT và Trần Dần và Tê Quý, duy nhất là MT đã từng thi đấu trên livestream của chúng Thắng mà thôi. Và ngày hôm nay thì chính chủ bốc Luxury cùng tham gia kèo thi đấu này. Và đây là một trong những bốc chuyên đào tạo tử chiến, bây giờ là một bài đẩy thẳng ra. Và dường như chúng ta có thể thấy được rằng là nốc vị trí của Trà Đào rồi. Quỳnh Tạ phải nằm xuống. Rồi toang rồi, Sina đã tới quá muộn, một bài bẻ cánh nhưng đã bị bắt bài. Bằng chia người ra là 1-3 làm gì em ơi? Bằng tại sao lại chia người ra là 1-3 và đây là một quyết định sai lầm. Đội hình của Luxury quá thông minh. Đó là một tình huống mà bắt bài lao thẳng của đội hình đối phương. Trời ơi, quá đắc tiếc cho đội hình của Sina. Và bây giờ là cửa tử rồi, làm gì còn cái cửa nào để thi đấu trong kèo này nữa em ơi. Trời ơi, một chân đặt vào chiến thắng rồi, nhưng ngày hôm nay hai sai lầm lớn nhất trong kèo thi đấu này. Một là TMQ đã dùng lục USB để bắn đối phương. Hai, đó là một bài chiến thuật 1-3. 1-3 không phải là một chiến thuật tốt khi mà đối phương sẽ dùng 4 người đánh 3 hoặc là 4 đánh 1. Và đây là một quyết định sai lầm. Và chúng ta sẽ cần phải chờ đến trận thi đấu BO3 cuối cùng trong kèo thi đấu này. Vâng, và kính thưa tất cả quý các bạn, các bạn đang được chứng kiến kèo thi đấu siêu kinh điển của đội hình toàn sao Sina, TBQ, Chopper và Quỳnh Tạ Gaming. Và đầu bên kia chúng ta sẽ có bốn nhân tố bí ẩn đến từ bốc, một cái bốc mà tạo ra rất nhiều tuyển thủ siêu kinh điển trong giải tử chiến của anh, bốc Luxury. Người cầm đầu bốc Luxury này đến từ vị trí của Dũng 18 tuổi. Và chúng ta đến với kèo thi đấu tiếp theo. Vừa rồi thì chúng ta đã có tỷ số 1-1 loạt trận thi đấu BO3. Và sau khi có sự thay đổi vị trí Trần Dần vào sân, đội hình của Luxury đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Và các bạn khán giả ơi, like, share, chia sẻ nào. Gắt như kiểu trận cuối lên đại kiện tướng. Sau kèo thi đấu này, chú Việt Thắng, anh Việt Thắng sẽ cho các bạn đó là chơi ao làng 500k và cho các bạn đó là 700 gift code được phát ở bên app Bui Gia Lai. Và các bạn nào chưa có app Bui Gia Lai, các bạn hãy nhanh tay tải và click vào đường link chúng mình Thắng đang để ở phần bình luận. Và ngay lập tức thì đội hình Sina mất hai người rồi. Tôi không thể tin nó mất mình, đội hình Sina bây giờ chỉ còn lại một mình Sina mà thôi. Và tỷ số là 1-0. Bác Gấu à, bác Gấu à, anh Gấu đâu? Hello anh Gấu. Ôi xin lỗi anh Gấu, tại vì em đang mải bình luận không đọc được kênh chat, sau đây anh Gấu nha.
Hello anh gấu. Ui giời ơi, khả năng cao á là sau ngày hôm nay đội tuyển giành chiến thắng sẽ nhận được nhiều tối hậu thư đấy. Và trước tiên là đã có tối hậu thư đến từ đội hình của Lê Bình Gaming. Và sẽ không biết rằng là đội hình Lê Bình Gaming sẽ có bao nhiêu ngôi sao cho đội hình để thi đấu. Vâng, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Vâng, em tập trung bình luận chút nha anh gấu nha. Vâng, tỷ số đang là 1-0 dành cho đội hình của Luxury. Sự thay đổi người đánh giá rất cao, sự thay đổi người đến từ với những Trần Dần. Và trong khi đó thì Trần Dần và LBT đang có sự kết hợp vô cùng ăn ý. Sina có một tình huống di chuyển, bây giờ cần phải rút kinh nghiệm. Vẫn là một tình huống di chuyển lẻ đến từ Sina. Vâng, Sina đã còn lại vị trí 56 máu mà thôi. Vâng, đang dí đến từ những TQ. Sina đang phải lùi, không có Skyler các tuyển thủ phải chơi khô máu. Còn hai bóng không hồi được, lục đi Santiago. Quinta bị nốc rồi, nhưng mà đang được cứu đến từ chúng ta và quỷ. Và một tình huống đẩy vào đội hình Sina bây giờ đang bay bầu với hai người Quinta yếu máu, trong khi đó Luxury đang còn ba. Một mình Sina ăn kèo này. Toang rồi, toang rồi, cụ đi chân lạnh ướt rồi. Ôi ôi rồi cụ ơi, thôi xong rồi. Vâng, rút kinh nghiệm được trận thi đấu trước, Việt Thắng gửi một lời khuyên chân thành nhất dành cho đội Sina, đó là các em đừng tách người ra, đừng tách người ra nữa. 1-3 không phải là chiến thuật tốt ở trong kèo thi đấu tử chiến này. Không phải chiến thuật tốt trong kèo thi đấu tử chiến này. Và các bạn có thể thấy được một điều rằng đội hình Luxury có sự thay đổi và thi đấu ăn ý hơn rất nhiều. Đây là kèo thi đấu chứng minh thực lực của đội hình team 4 giữa Bốc Luxury và vị trí của Quinta, TMQ, Chopper và ai chàng Sina vua mobile. Bên phía bên kia toàn sao thôi. Vua mobile, nhà vô địch giải thần đấu suất mùa 3 Quinta. Vị trí của TMQ là ông Hoàng bịt kèo và Sina nữa. Những cái đầu rất to. À Chopper, sorry các bạn. Bây giờ lột bài chạy người, đội hình của Sina đang bị mất dần ưu thế về những trận thi đấu cuối. Các bạn có thấy được rằng là chạy người 4-4 như này là một quyết định khá liều lĩnh. LBT đang có một tình huống mốc bay. Một kèo thi đấu quyền nốc Quỳnh Tạ rồi. Tôi xong rồi, Chopper đang là người chơi tiếp theo. Nốc luôn Chopper. Rồi TMQ cũng nốc, LBT bị nốc thì có thể được cứu bởi vì những Trần Dần. Bây giờ thì đã được cứu lại rồi. Tepper được cứu bởi vì chú Sina. Nhưng bây giờ là TQ, Sina rơi rồi. Sina bị một pha xỉa rất đau đến từ chú Trần Dần. Vâng, bây giờ thì Tepper như cá nằm trên thớt. Tôi xong rồi, vỡ trận. Tôi khẳng định các bạn đó là vỡ trận. Vâng, nốc với chú TQ. Bắn được, có thể bắn được. Vâng, Trần Dần quyết định nhảy xuống luôn. Bây giờ sẽ là cover bên trên đến từ với chú LMT. Vâng, không thể nào đỡ được kèo này và 3-0. Trời ơi, không thể tin nó mắt mình nữa. Vâng, và các tình yêu ơi, tỷ số bây giờ đang là 3-0 dành cho đội hình của Luxury. Một kèo thi đấu mà tôi đang không tin vào mắt mình nữa. Tôi không tin vào mắt mình nữa rồi. Round đầu tiên là một kèo thi đấu hủy diệt dành cho đội hình của Sina. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều, tôi luôn có niềm tin và tôi luôn truyền lửa cho tất cả các tuyển thủ thi đấu, đó là 6-1, 7-1 chưa phải là Tết vẫn có thể lật kèo. Các bạn hãy nhớ điều đó. Trong trận thi đấu tử chiến như thế này, Sina lại một bài móc 1-3. Vâng, một chiến thuật cực kỳ sai. Nhưng đầu bên kia thì Luxury cũng chia người, nhưng TQ bị bắt rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Còn đội hình bên này thì có một mình TQ đang bị bắt ở đây. Một quyết định sai lầm. Bây giờ thì các thành viên đến từ Bốc Luxury mới là đội tuyển bị bắt bài, nhưng ngay lập tức họ dồn về để có thể bảo vệ cho TQ rất nhanh. Một pha toát xuống bên phía của Sào Khế, bắn rất đau ở sau máu Sina còn lại cho mình, đó là một phần 3 máu. TQ phải nốc. Vâng, Chopper đang lao vào cấu bởi máu. TQ vẫn còn có thể sống được trên bản đồ. Đội hình của Sina đang tan rã, Trần Dần bay màu. Vâng, Khế cũng bay màu. Vâng, Sina đang xử lý tầm xa rất ổn định, nhưng Trần Dần được cứu rồi. Các thành viên của Luxury đã cứu được nhau, khả năng 4 người sẽ còn sống cho kèo này. Kèo khó dành cho đội hình của Sina rồi. Có thể thi đấu ăn ý và gạt giò sớm hơn một chút không nào. Đang là 3-0, bây giờ là 2-4 nhưng đã bị nốc Sina. Vâng, Chopper thì đỡ nổi kèo này hay không? Chopper có đỡ nổi hay không? Và 4-0 rồi. Các bạn khán giả hãy like, share, chia sẻ và cổ vũ nhiệt tình thế nào. Bình luận đến đây thì tôi chuẩn bị là sức tàn lực kiệt rồi. Nhẽ ra đội hình của Sina có thể thắng luôn ở trong round 2, nhưng mà các bạn có thể thấy được rằng là TMQ lại cầm lục USB trong pha cuối cùng. Một tình huống mà 2-1, TMQ lại cầm lục USB. Và Sina lại có một pha đó là mở cánh. Đội hình 1-3, trong khi đó là round cuối cùng 6 đều. Bây giờ thì họ cần phải chắt chiu từng cơ hội một. Đang là 4 trắng. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng trận thi đấu này là 15 round và 8 chặng. 1887 là có lượng ngũ giáp là full option. Bên dưới này cũng full ngũ giáp nhưng chỉ có một cây súng.
Trong khi đó thì bên trên này sẽ có sự lựa chọn giữa UMP và 1887. Giao tranh rất nhiều, Trần Dần bị bắt. Vâng, đội hình của Sina đang có một pha bẻ cánh tốt. Quỳnh Tạ đối đầu với LMT. 1887 là có đến từ cho Quỳnh Tạ. Quỳnh Tạ đang ở bên dưới này đối đầu với anh chàng LMT. Quỳnh Tạ bị kẹt keo rất nhiều, 81-82 máu. Máu đấm có thể hồi nhưng không có Skyler ở đây. Tường keo là vô dụng, Quỳnh Tạ bay màu. Ôi! Sina, vâng, nhưng bên trên này cũng đã gạt được hai người rồi. Sina và Taper đang còn sống. Taper đang phải 1-2. Taper có cho mình là 1 kill thôi à. Taper Quy trận này chưa có kill. Vâng, Quỳnh Tạ và Sina mỗi người có cho mình là 2 kill. Trong khi đó LMT đang gánh đội hình. LMT vào vị trí của Quy mỗi người là 5-6 kill rồi. Rồi, Taper toang rồi. Sina đâu ạ? Vâng, Sina đang chờ đợi vào kỹ năng Alok và máu nấm mà thôi. Thôi xong rồi, 5-0. 5-0 rồi. Toang rồi, thông báo tất cả các bạn đây là trận BO3. Trận đấu cuối cùng rồi. Trận đấu cuối cùng rồi. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là bây giờ chiến thuật vô cùng khó hiểu. Cả hai đội tuyển đều chơi chiến thuật rất khó hiểu. Vâng, và các bạn cổ vũ đội tuyển nào thì các bạn cứ cổ vũ thôi. Vâng, và cuối livestream thì để tri ân tất cả các bạn, đó là 500 gift code và cộng với ao làng 500k, à 700 gift code và ao làng 500k các bạn nhá. Chưa các bạn ơi. Mới 5-0 thôi, còn 3 round nữa cơ. Hay, và sao khế bị bắt rồi. Chúng ta còn 3 round nữa. Đội hình ở bên kia Bốc Luxury toàn là những nhân tài ẩn danh thôi. Bắn cực kỳ gắt các bạn, toàn nhân tài ẩn danh nhưng bắn rất gắt luôn. Bây giờ thì Chopper đang đứng cùng với đồng đội của mình, hai chú thỏ. Bên này là Senna, bộ đồ cực kỳ là quen thuộc, chưa kịp hồi máu, 81 máu. Hai người quay như này thì đỡ làm sao. Trần Dần bị bắn nốc, Sina đang phải 1v2. Vâng, Sina đang muốn 1v2 rồi. Vâng, kèo thi đấu đang vô cùng bàn đi căng. Sina cũng đã bị nốc bối bên, mất một người. Sina thì vẫn đang còn cơ hội cứu. Quỳnh Tạ đang nhảy múa rồi, xong. Chopper bị hạ rồi. Quỳnh Tạ đâu, Quỳnh Tạ còn 54 máu thôi, xong rồi. Hay, nốc LMT. Bây giờ 2v2, Chopper có thể được cứu. Câu giờ đi nào, Sina vào vị trí của TQ cần phải câu giờ. Và giữ lại được 4 người nhưng ngay lập tức thì TQ đã bị bắn nốc. Có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống là 1-5. Cách biệt sẽ là 4 bàn mà thôi. Sao khế không đỡ được kèo này đâu. Và TQ cũng thế. Hai chàng này sẽ phải nằm xuống thôi. Còn 3 mà không thắng được round này nữa thì chắc chắn sẽ thua. Vâng, sẽ đảm bảo nếu mà còn 3 người không thắng thì sẽ thua. Rồi sau 5-1, hay. Thắng được các bạn. Lật được, tôi nghĩ rằng lật được. Tôi nghĩ rằng lật được. Vâng, chỉ cần thi đấu đó là đừng để tách lẻ người ra thôi. Đừng để tách lẻ người ra thì đội hình của Sina có thể gỡ hòa. Còn thắng hay không thì tôi không biết. Gỡ hòa được. Và các bạn khán giả ơi, cảm ơn các bạn đã thả lửa và like share rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy like share và chia sẻ livestream này. Cảm ơn tất cả các bạn. Tỷ số đang là 5-1. Tối hậu thư đầu tiên tôi được nhìn thấy đó là đến từ đội hình của Lê Bình. Còn lại thì đội tuyển nào thắng thì chúng ta sẽ có cặp thi đấu nhận tối hậu thư này. Và tỷ số đang là 5-1. Đề Quý bị nấp rồi, bắt lẻ rất tay. Đội hình Sina bắt lẻ ra Trần Dần đối đầu với Quỳnh Tạ này. Nhưng đây là một pha dí tầm gần đến từ phía Sina, sẽ là gạt giò mà thôi. LMT đang chạy với 1887. Bên trên là Quỳnh Tạ, và Quỳnh Tạ đang đối đầu với Trần Dần. Trần Dần cực cao, Quỳnh Tạ bị cấu một phát 139 máu. Bắn không có đối phương rồi, one shot tốt, quét sạch và tỷ số là 5-2. Các bạn phải có niềm tin, con thở là con gỡ. Chúng ta hãy có niềm tin nào, con thở là con gỡ. Đau họng quá. Đau họng quá tình yêu ơi, chú đang bị đau họng. Ông tầm này tôi đang muốn chạy ra ngoài đi vệ sinh lắm rồi nhưng mà vẫn phải ngồi bình luận. Tầm này chạy ra đi vệ sinh thì sẽ là một tình huống quá là ngớ ngẩn. Cần phải đây bình luận thôi, sẽ không uống thêm nước nữa mặc dù tôi đang rất khát. Tôi đang rất khát nhưng vẫn phải ngồi đây để bình luận, thì không dám đi vệ sinh nữa các bạn. Vâng, bí lắm rồi. Vâng, tỷ số đang là bao nhiêu ạ? 5-2 các bạn ơi, con thỏ con gỡ, cách biệt mới chỉ là 3 bàn. Hãy nhớ là 15 round nhá, thẻ này anh Việt thắng tạo bằng thẻ phòng đỏ. Bởi vì thế là 15 round. Rồi Trần Dần, không tê quý thì đúng hơn. Rất tay ở bên này là Sina đang bị quay, Sina bị quay nốc rồi. Chopper lao vào đây hơi sai. Bình tĩnh nào, bên ngoài đồng đội đang cố cover. Ui, hai ông này cover xa thế. Và Quỳnh Tạ cover Chopper đi nào. Và Buck Luxury đang thi đấu cực gắt. Bây giờ sẽ là 3v3. Nhưng mà vua mobile Sina thì phải nằm xuống rồi. Quỳnh Tạ, nhà vô địch mùa 3 đâu rồi. Còn đây là Chopper bắn nốc với chữ xào khế. Một trong những người chơi có lối chơi lắc léo và khó chịu. Quỳnh Tạ đứng ngoài, không phải one shot nhưng lượng máu cấu đi cực kỳ nhiều. Nốc tiếp rồi.
Rồi thì Trần Dân này. Vâng, Trần Dân cứ 1v3 được không? 1v3 được nữa thì đội hình Sina thua cũng là cái điều đương nhiên mà thôi. Nhưng đây là một bài gì? Không chết bởi súng thì cũng sẽ là chết bỏ. Ôi chạy rất khó chịu. Chopper đang gì? Ôi giời ơi, Chopper ơi. Một pha dí vào sai nhưng mà bò đốt là đầu. May mắn đấy, may mắn cho pha vừa rồi đấy. Vâng, và các bạn khán giả ơi, để ủng hộ, để cảm ơn các tuyển thủ đang cống hiến cho trận thi đấu này và để ủng hộ cho Chú Viết Thắng, các bạn hãy cho Chú Viết Thắng xin một like, một share và hãy nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo. Anh em Buya hãy nhớ tặng lửa nhiệt tình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chú đang thực sự là đang khá là bí đấy. Tí nữa ao làng thì chú ngồi tấu hài của các bạn đấy nha. Chứ mà bình luận nữa thì ngày hôm nay khả năng là chú sẽ hẹo. Và chú hẹo luôn này, các bạn sẽ không có chú thắng nào để bình luận cho các bạn chơi nữa đâu. Thôi thì mỗi ngày chú sẽ làm tầm 2 tiếng thôi. Bên này chú đã gần 2 tiếng rồi. Ok, tỷ số đang là 5-3. Kèo thi đấu đang cực kỳ căng. Vâng, TMQ cần phải cẩn thận. Rất nhiều tình huống lỗi đến từ các dân chơi bởi vì họ quá tự tin. Tự tin là một quyết định rất là sai lầm. Trong khi đội hình của Luxury chiến thuật là tốt rồi, xong rồi. Tôi chiến thuật chia người và kè cực kỳ tốt đến từ Luxury. Ôi tôi xong rồi. Vâng, một mình TMQ knock 1. Gạt luôn. TMQ có UEP. Thể hiện kèo 1v4 nào nhưng không, còn 77 máu dí rất nhanh. LMT đang cho thấy khả năng đồ sát của mình. Anh chàng này đang thi đấu cực kỳ hay. Và con số kill của em là 9. Quý là 7 kill, KDA là 933. Một trong những chỉ số vô cùng xanh. Chú nhớ tặng gift code. Ok, hết trận thi đấu này các bạn sẽ có 700 gift code, 700 lượt nhập. Và các bạn sẽ có là ao làng 500k. Nhưng mà anh em xong trận này anh em qua Buya nhá. Qua Buya thì chơi thôi. Ok, tỷ số đang là 6-3 rồi. Hơi mệt tí, hơi mệt tí. Mà không sao, tại vì chú đang chuẩn bị hết giờ live bên YouTube rồi. Anh em thông cảm. Tại vì để lấy tiền tổ chức giải cho anh em thì chú ký hợp đồng live bên Buya nữa. Anh em qua ủng hộ chú để chú có tiền tạo giải cho các bạn nhiều hơn. Thì đây là một trong những cái chú rất muốn live YouTube với các bạn. Vì nhiều bạn cũng qua được Buya nhưng mà thôi, live tầm 2 tiếng thì anh em nào yêu quý ủng hộ, muốn có nhiều giải đấu hơn anh em qua Buya ủng hộ chú. Còn tỷ số đang là 6-3 rồi. Còn ngay lập tức thì nốc TP. Ôi sao đội hình của Sina là càng ngày càng tàn rã. Ui giời ơi, mốc bay quá khó chịu. Bây giờ thằng Rao 7 nữa thì lật đổi không. Ui TMQ và Quỳnh Tà. Vâng, nốc vị trí của Sao Khế đẩy luôn và gạt. Thông minh, một pha ra kèo thông minh. TMQ cuốn máu đi, còn đứng bắn cái gì. Để quý móc máy bên trên, một phát 67, 57, 66 và 57 máu, lượng sát thương cực kỳ chuẩn. Một nửa máu, 104 máu. TMQ cuốn máu đi, đừng có công nữa. Cái này để Quỳnh Tà, Quỳnh Tà làm được. Và còn một mình TQ thôi. Không hiểu sao anh TQ vẫn còn lọt TQ rồi. 6-4. Vâng, không phải là tôi tôi cổ vũ cho đội Sina đâu. Tôi cổ vũ cả hai đấy nhưng mà hay quá đấy, cổ vũ thôi. Khản hết tiếng rồi mà muốn uống nước nhưng mà bí quá các bạn, bí quá. Hơi bí đấy. Hơi bí rồi các bạn. Ok, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. Và từ giờ tới round 8. À, từ giờ đến trạm 8 thì tất cả những kèo thi đấu đội hình Sina cần phải cố gắng hết mình. Chỉ cần để đội hình của Luxury thắng một round nữa thôi thì đội hình của Sina đảm bảo là bay màu. Vâng, thực sự là cầm tiền đừng để tiền rơi. Và không hiểu sao dường như đã có hai trận thắng trong luôn, nhưng mà đã để gỡ hòa và bây giờ là một kèo thi đấu quá chật vật. Các bạn có thể thấy được rằng đội hình của Cục Luxury luôn liên tục di chuyển để có thể cover lẫn nhau. Trong khi đó thì Quỳnh Tạ lại có một tình huống đi lẻ rồi. À, may quá, đi rất gần nhau rồi. Có thể bắt được với yêu quý. Đội hình Luxury di chuyển và chia người rất hợp lý luôn. Các bạn có thể thấy được rằng là toàn 1887 không chơi UMP nữa. Trần Dân đang bắn nấp Chopper. Trời ơi, lại là một pha đẩy vào nhà, đẩy lao đến từ Chopper rồi. Ở bên ngoài đây là TMQ và Sina. Bắn nấp được Sao Khế không? Sao Khế vẫn có thể thay đạn. Ôi giời, TMQ làm cái gì với em, mày làm cái gì với em? Ở bây giờ là Quỳnh Tà và Sina vẫn đang còn sống, cứu được, cứu được TMQ. May là còn Sina. Ở bên ngoài này còn hai người thôi. À, còn hai thôi. Ôi, đội bạn còn hai thôi. Tôi muốn tỷ số đó là 7 đều cho nó căng. Hay. À, nhưng mà thế rồi bắn đốc Quỳnh Tà. Ôi, căng rồi. Thôi, 2v2. 2v2. Nốc Trần Dần, một pha đẩy láo bắn qua tường rất hay. Trần Dần đẩy pha đấy là hơi láo rồi. Sina không hiểu sao nó bay qua được vào tường nhưng lại không nhảy được vào tường kèo. Quá đáng tiếc, bo đang thủ. Trần Dần sẽ nằm. Nhưng mà TMQ sẽ nốc bởi bo này đâu tất đâu. Vẫn có thể vào được. Vào được nào. Ôi tôi xong rồi. Sina sấy 114 máu. Lượng máu dường như là bằng nhau. Sina cẩn thận chết bo. Ôi, quá tham đến từ Sina.
em không dám uống nước các bạn. Uống một tí thôi. Ôi giời ơi, 74 rồi. Sina ơi, trong cái pha đấy hai thằng ra keo chạy vào vòng bo cuối. Đừng có bảo với anh là không biết bo cuối đâu. Bắn quá nhiều trong giải rồi nhưng không biết bo cuối đâu thì chịu. Thì anh chịu. Vâng, một pha để bắt lẻ. Chim bồi rất khéo, bây giờ Taper lại đi lẻ rồi. Thôi ông Chopper ông về cho tôi nào. Và Quỳnh Tạ bắt LMT là đúng rồi. Nhưng mà Sina đang cover cho mình chữ Chopper. LMT nằm. Vâng, Chopper có thể bắt được Trần Dần. Trần Dần đang vô cùng yếu máu. Đây là ai? Sina đang trong nhà. Ở bên này là vị trí của TMQ, 128 máu. Bên này là Chopper bắn nóc vị trí của Trần Dần rồi. Hay lắm em ơi. Vâng, hay. 74 rồi. Vâng, Sina đã còn cho mình 108 máu. Vâng, Tê Quý nằm và sẽ là 7 năm mà thôi. Một mình xào khế. Vâng, xào luôn đi nào. Hay. Vâng, các bạn khán giả ơi, like, share và chia sẻ cho Việt Thắng như nào. Cảm ơn các tình yêu rất nhiều. Vâng, cho Việt Thắng xin một like, một share. Và đừng quên đăng ký kênh và chuông thông báo. Việt Thắng live stream và tổ chức giải đấu vào 6 giờ tối đến 11 và 12 giờ đêm. Hiện tại bây giờ là giải đấu cho các siêu nhí theo tuần. Mỗi tuần sẽ chọn ra 8 người thi đấu hay nhất. Sâu cam, sâu thiết bị, bắn mobile. Và giải thưởng tuần này sẽ là 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng cho các bạn. Ok, và tỷ số đang là 7 năm rồi. Vâng, tiếp tục là một bài trải người ra. Còn đội hình của Sina chia người rất nhanh và Quỳnh Tạ lại lao vào. Háu chiến quá, không cần biết đối phương ở đâu, không chơi chiến thuật. Sẽ là giao tranh cận chiến luôn đến từ Quỳnh Tạ. Vâng, nhà vua giải one shot mùa 3 nhưng em chơi quá máu chiến Quỳnh ơi. LMT một pha công ngầu, chỉ còn lại 20 máu. Vâng, một viên nữa thôi, LMT sẽ bay bầu. Chopper và Sina đang dí LMT. Quỳnh Tạ, vâng, Chopper đã nốc Trần Dần rồi, LMT cũng đã nốc. Vâng, một pha chia sẻ, một pha bổ người thực sự là quá may mắn trong pha này. Đây, Quý đang cố cứu đục kèo vào được đến từ vị trí của Chopper và Sina. Sao Khế vẫn là người chơi cuối cùng còn sống vào 7 sau. Vâng, và chúng ta sẽ đến với round thi đấu tiếp theo. 14 round rồi. Và các bạn ơi, tôi lại đang nghĩ ra một kịch bản trong đầu. Và đây sẽ là một trận thi đấu tỷ số là 7 đều. Với cái đà phong độ như thế này thì khả năng cao đội hình của Sina sẽ có thể gỡ hòa. Sẽ có thể gỡ hòa với tỷ số là 7 đều và sẽ đến với round thi đấu quyết định cuối cùng. Căng nha. Hay quá. Anh em xem bên Buya Live các bạn chuyển qua nhiều. Nó có 4 kênh, các bạn chuyển qua kênh khác nhau để xem được lát nha. Ok, bây giờ thì Sina. Thôi, ông Sina ơi. Vâng, ông Sina chạy cong đít về với đồng đội rồi. Vâng, tầm này đi một mình thì sẽ toàn. Các bạn nhìn Luxury này, dí rất kinh, 4 người luôn. Chơi rất bài bản, không bao giờ tách lẻ ở trong kèo cuối. Trong khi đó thì bên này Sina đã về với đồng đội, đúng rồi. Liên tục là những tình huống đá đuôi nhau rất hay. Bây giờ là Quỳnh Tạ đi trước. Tôi nghĩ rằng là nên cho vì những thằng TMQ đi trước vì nó rất cáo. Vâng, đừng có để cho Chopper đi trước. Chopper rất tế toàn cho kèo đầu. Chopper bắn cover thôi. Ở bên trong này là sao khé 11 máu. Hay Chopper. Nhưng mà Trần Dần đẩy vào ạ. Và Trần Dần cũng đã bị nốc luôn. Một pha cover tốt đến từ Quỳnh Tạ. Hủy diệt thôi, bốn người chơi còn sống. Ở bên ngoài này chúng ta có thể thấy được rằng là vẫn đang có giao tranh. Và Quý nằm rồi. LMT có mọc thêm cánh cũng có thể thoát được trong kèo thi đấu này. Bỏ thu LMT còn lại cho mình đó là 42 máu và 7 đều. Theo các bạn, Việt Thắng chùm múa quạt. 7 đều. Ok. Vâng, và các tình yêu ơi, tỷ số của chúng ta là 7 đều rồi. Hay. Lại bảo không hay đi. Vâng, trận thi đấu này tôi đang... Các bạn đang được xem một cái trận thi đấu gì đây. Vâng, và kính thưa các bạn, đây là round thi đấu thứ 7. Round thi đấu thứ 15 thì đúng hơn, tỷ số đang là 7-7. Vâng, trận thi đấu này được tạo bởi thẻ phòng đỏ, bởi vì thế nó có 15 round và 8 chạm. Và bây giờ thì Quỳnh Tạ đang muốn tiên phong một kèo thi đấu chấn động cộng đồng WeFi Việt Nam. 4 siêu sao, nhà vô địch trận đấu sắp Việt Nam mùa 3 Quỳnh Tạ. Đối với kia là T và Quy, ông Hoàng bịt kèo và cái đầu IQ rất cao. Vị trí của Sinabep, vua mobile. Và đầu kia là Chopper nữa. Trong khi đó thì 4 anh chàng màu xanh, team blue. Đó là đến từ đội hình gốc Luxury. Sao khé 7 năm, bên anh Quỳnh Tạ đang cover rất tốt. Nhưng mà đã được cứu bởi vì chúng Trần Dần. Quỳnh Tạ đừng đi lẻ nữa, các bạn có thể nhìn thấy bốc Luxury cover nhau với đội hình là hai người đằng sau và hai người đằng trước rất kinh.
Oxina đang muốn một tình huống bắt lẻ. Chopper đang đẩy vào đối đầu với LBZ. Vâng, bắn một viên không tốt rồi. Bên này là TBQ đang cover ngay sau. Oxina đang rút lui từ đằng sau rồi. Bên này là vị trí sau khế đang xấy. Cảm ơn Mion và tất cả các bạn đang tặng lửa trại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi xong, mỗi bên nấp một người. Tôi đi luôn rồi. Sao khế với LBZ toàn rồi. Nhưng Sina và TBQ cũng đi luôn. Thôi. Bây giờ hy vọng được dồn vào vị trí của TP và Quỳnh ta. Và cứu được TBQ. 3v3 Quỳnh ta đẩy vào bắn đốc với chú TBQ. Rất hay. Rồi xong, cũng đi chân lạnh ướt rồi. Nốc tiếp vị trí của LBZ Huy. Rồi bây giờ tỷ lệ rất cao giành kèo thắng. Nhưng mà Trần Dân có cứu được không? 87 lượt kèo. Hay. Tôi đi vệ sinh các bạn. Ok. Đâu rồi? Ok và các bạn. Và thông báo cho các bạn, kèo chốt hạ cuối cùng đội hình của Sina, Quỳnh Tạ, Chopper, TMQ giành chiến thắng trước team 4 của Bóc Lắc Series. Và xin chúc mừng đội hình của Sina và cảm ơn tất cả quý các bạn đã quan tâm theo dõi kèo thi đấu này.